Chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh Báo Hồng Audio. Clip này giới thiệu với quý vị và bạn một số những mẫu đầu giải mã Pioneer N50 và N50A có mặt tại Báo Hồng Audio. Đây là một trong những hai trong những cái mẫu đầu giải mã có thể nói rằng đa dụng và chạy bền bỉ, bề. đặc biệt là là, là chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, giải mã lên tới 32 bit và những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp thì chúng ta có thể uh, uh, nó kiêm luôn cả music server cho nên là có thể kết nối được với cả USB hay là là ổ cứng và cho chất lượng âm thanh được giải mã được chất lượng cao nhất. Và chiếc đầu Pioneer N50A và N50AE có mặt tại Bà Hồng Audio hôm nay thì đều là những chiếc hàng tuyển chọn kỹ càng, kỹ lưỡng và tất cả đều rất là đẹp xuất sắc có đầy đủ phụ kiện theo máy zin. Cụ thể thì Pioneer N50A có giá là 17 triệu đồng và N50AE có giá là 23 triệu đồng. thực tế thì hai cái model này không có khác biệt nhau gì, không khác biệt gì nhau nhiều. N50AE thì có thêm cái tính năng là Wi-Fi, chúng ta không cần sử dụng mạng LAN nữa. Đó là một cái nâng cấp nhẹ giữa hai cái model N50A và N50Ae tùy nhu cầu sử dụng của chúng ta mà chúng ta sẽ lựa chọn N50A cũng là một trong những cái máy mà có chế độ âm thanh, có chất lượng âm thanh giải mã cực kỳ là tuyệt vời và N50Ae thì có thêm cái cổng USB ở phía sau để chúng ta kết nối với ổ cứng có thể kết nối được với hai ổ cứng và có thêm wifi rất là tiện lợi những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp thì nó sẽ có thể giải mã được rất nhiều các cái định dạng và kết nối được với rất nhiều các thiết bị không như những chiếc đầu MD. À như chúng ta hình dung thì những chiếc đầu MD hay những chiếc đầu uh, tạm gọi là giải mã không chuyên nghiệp thì nó sẽ chỉ có thể sử dụng cái đường cắp quang uh, cho qua đó và và giải mã thôi chứ còn nó không có thể kết nối được với điện thoại, không kết nối được với máy tính, không kết nối được với USB, không kết nối được với ổ cứng, không kết nối được với Wi-Fi, không kết nối được với mạng LAN đúng không ạ? với một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp như thế này thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chơi nhạc số cho chúng ta rất là tiện lợi và uh, nếu như chúng ta mua bỏ tiền ra mua một chiếc đầu mà d mà chỉ có riêng đường cấp quang không thì nó thật là phí hoài đúng không ạ? thì chúng ta hãy nghiên cứu những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp cũng có rất nhiều chiếc đầu giá uh, cũng rất là phong phú để chúng ta lựa chọn Đó, cụ thể thì những cái model n50a và n50ae đang có mặt tại shop em ngày hôm nay đây thì em sẽ quay một uh, uh, chi tiết hơn để chúng ta cùng uh, uh, cùng xem cho nó uh, rõ ràng hơn nhé. Nhìn bên ngoài thì chúng ta không thể phân biệt được đâu là N50A và đâu là N50AE cả đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phân biệt được. Đó. Chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn tên hoặc là nhìn từ phía sau. Như ba chiếc này thì uh, chiếc bên dưới cùng là N50AE đó, nó có ký hiệu đây. N50AE có giá là 23 triệu đồng máy đẹp xuất sắc như mới tinh Đó. và N50A 17 triệu đồng 17 triệu đồng 17 triệu đồng 17 triệu đồng và 23 triệu đồng Đó. trên đây là những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp còn mới tinh như mới tinh Đó. 99% đẹp tất cả anh em nào có nhu cầu mua sắm cho mình những thiết bị giải mã để về sử dụng Uh, cho bộ dàn của chúng ta thì hãy liên hệ với em Ba Hùng để có giá ưu đãi nhất. Xin cảm ơn anh em.